em và mọi người. Hôm nay đồng bộ tỉnh và sản xuất dân tộc giới thiệu đến là quý vị, anh chị em cùng mọi người của đoàn ghế cổng Lai Châu Tô Hùng Lù được nghe 10 món. Trước mặt em đang quay đây là cửa nó đang bóng và bóng bóng để bàn giao cho khách hàng về nhà mới. Và em sẽ quay qua và giới thiệu quý khách nhà của đoàn ghế cổng Lai Châu Tô Hùng Lù này. Bộ này thì được thiết kế là mặt tràn hay còn gọi là mặt dày đi. Trường ghế thì được thiết kế là đục bằng nghê, bạch thì đục bằng bạch và đục con của chồng. Và tay ghế thì đục con tình yêu. Bên dưới ghế thì chân thì đục con lân và xung quanh thì đục hoa lân tây. Mặt ghế bông vân rất là đẹp. Là kích thước của ghế dài này thì cao 1m76, mặc dù rộng của nó thì 3m1 và chiều sâu là 1m02. Tủ này thì được khách đặt theo yêu cầu nên là bên em không có thời gian và hàng đang gấp làm tốc hành thì phần giao không mà xin liên thành bộ quay được. Mong quý vị khách hàng anh em và các bạn thông cảm bỏ qua cho đội ngũ tình phát thân được phẩm này. Nếu quý vị khách hàng thắc mắc hoặc có nhu cầu xin hãy truy cập vào trang web vũtinhphat.com và dấu và không dấu và trang nội thất Vũ Cẩm Lai có dấu và không dấu và trang đồ vô mỹ nghệ cao cấp Vũ Tinh Phát và kênh YouTube Vũ Tinh Phát để được xem và có nhiều sản phẩm lựa chọn để tham khảo cũng như giá cả. Ghế dài này thì được bên em làm và đóng lửa cũ rất là đều vị. Bộ này được thiết kế đến lúc hoàn thiện 6 tháng quý nhân. Bàn ghế này được bên em là ăn bóng bờ khu bảy. Bóng này được bên em nhập khẩu từ châu Âu. Nếu quý vị khách hàng muốn tìm hiểu thêm xin lấy hữu tên logo tìm hiểu thêm. Và nếu quý vị khách hàng anh chị em xem được video này mong thấy thông cảm vì hàng quá ướt và không tiếp hành bộ và quay trong thời gian đang làm việc máy móc kêu ông chị. Mong quý vị thông cảm và bỏ qua cho. Và đây là cái chiếc kích thước của cái chiếc này thì cũng là cao 1m76, sâu của nó là 1m02 và chiều rộng của nó 1m07. Toàn bộ mặt là dài 5 phân như em đã giới thiệu vừa rồi. Chân tay bông vân, ghế cùng lựa chọn rất là đều nhau, chạm rất là sắc nét, thủ công 100% là bằng tay. Màu nghê đủ nghê thì thưa với quý vị khách hàng anh em ở ngoài thị trường có rất là nhiều và cách biệt khác nhau và giá cả và kích thước đo và lượng gỗ đều hoàn toàn khác nhau. Quý vị có thể xem thật kỹ. Như nghe bên em là có rất là nhiều loại nghe nha quý vị. Nghe bên em là đục tay này, không có đục máy nha quý vị nha. Quý vị có thể nhìn kỹ những nét đục rất là sắc sảo.
Bù này nó có 10 món, 4 ghế chiếc và một bàn và 4 đôn như quý vị. Đây là mặt sau. Tiếp theo là em quay bàn. Kích thước của bàn thì cao 62 và chiều rồng của nó tức là chiều ngang quý vị 1m07 và chiều dài là 2m17. Bàn được thiết kế là hai bên có hai ổ kéo. Màu thì vẫn theo màu cây và lấy cái tông màu của gỗ cẩm già nha quý vị. Đây là 4 đôn, kích thước của đôn thì cũng cao là 62 và chiều rộng của nó là 60 và 57 quý vị. Quý vị khách hàng xem được video này xin và nhớ đăng ký kênh cho đồ gỗ Bùi Tỉnh Phát và nội thất gỗ Cẩm Lai để được bên em có nhiều sản phẩm và có nhiều video, có nhiều video clip đăng lên để quý vị khách hàng lựa chọn và tham khảo tìm hiểu thêm về nhiều sản phẩm. Và xin kính chúc quý vị khách hàng, anh chị em và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc và may mắn trong cuộc sống, và đồ gỗ Bùi Tỉnh Phát rất mong được hợp tác với quý vị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.